và khi đức thế tôn bắt đầu chuyển bánh xe pháp luân ngài chỉ ra hai việc hai thái độ cực đoan mà chúng ta phải tránh thứ nhất là ngài chỉ cho chúng ta thấy tác hại của dục lạc các dục đem lại đau khổ tất cả sự hưởng dục đều đem đến sự đau khổ để ý đi từ xưa tới giờ chúng ta khổ vì cái chúng ta muốn nó rất là nhiều nó thẳng ra là chúng ta khổ vì cái chúng ta thích nó nhiều hơn chúng ta khổ vì cái chúng ta ghét chúng ta khổ vì người chúng ta thương nó nhiều hơn chúng ta khổ vì người chúng ta thù cái người mà mình mang cái danh là mình thương họ cái thứ mình mang cái danh là mình thích nó mình khổ vì nó rất là nhiều thành ra đó, tất cả các dục là đều là khổ. Khi mình có nhu cầu hưởng dục thì mình mới đi kiếm tiền. Mà khi mình đi kiếm tiền thì mình phải nỗ lực, phải ra sức. Mình khổ vì cái sự thôi thúc. Có không được là khổ. Khổ vì sự thôi thúc Ai mà có người yêu mà không có gặp ở bên người yêu mà nhớ người yêu thì biết. Rồi ai mà chuẩn bị tới tiền, tới tiền lương tháng mà chưa được nhận tiền lương thì biết khổ vì cái mình chưa có nó rất là nhiều rồi khi có rồi đó mình phải cố mình giữ xin thưa mình lấy nhầm một cái thứ mà phải nói là sức càng gãy gọng quăng ra ngoài đường không ai thèm rớ thì nó cũng khổ mà mình rớ nhầm một cái đứa đó, mà quăng ra ngoài đường là người ta tranh nhau người ta chụp rồi mình ở đó mình ghen suốt ngày Nó cũng khổ Các dục là khổ Mình mua một cái xe cà tàng Thì mình khổ theo một cái xe cà tàng Mà mình mua một cái xe xịn Là mình khổ theo cái xe xịn Tất cả các dục đem lại đau khổ Đó là chưa kể Khi mà tâm của chúng ta hưởng dục Tâm của chúng ta sẽ trở nên rất là yếu đuối Quý vị không ngờ đâu tại sao mà mình ngồi mình hành thiền trong vòng 10 hơi thở mà mình vẫn không thể tập trung được 10 hơi thở mà mình có thể tập trung vào phim Hàn Quốc nha tập trung vào ca nhà tập trung vào phim bộ từ tập này qua tập khác từ ngày nay qua ngày khác mình ngồi đúng một tư thế không biết mỗi là gì mà ngồi thiền thôi hít thở 10 hơi bắt đầu cái đầu nó chạy lung tung tại sao cái tâm của người hưởng dục nó rất là yếu thấy cái hại của dục lạc chưa rồi khi mình hưởng dục như vậy đó mình đâu có thời gian đâu mình tu tập nói chứ quý vị ngồi ở đây quý vị dành được vài tiếng đồng hồ ra để quý vị nghe pháp học pháp là nó quá quý cái người được như vậy được bao nhiêu người đó là chưa kể nha hình như chuẩn bị sắp tới đá banh rồi thì phải đó. nghe đồn thôi chứ còn sư cũng không bắt coi nghe đồn là cũng chuẩn bị sắp tới đá banh rồi tới hồi mà trái bóng nó lăn rồi đó ai còn ngồi ở đây nghe pháp Đấy. cho nên này, chúng ta rất khó để dành thời gian để tu tập cái dục đó, nó hại biết là bao nhiêu nha yeah. rồi cái thứ hai đức thế tôn chỉ cho chúng ta thấy đó. sự vô ích của việc thực hành khổ hạnh cái dục á nha cái dục á là thứ hèn hạ đức thế tôn dùng từ rất là nặng là thứ hèn hạ là thứ phải vứt đi nhưng mà cái khổ hạnh đức thế tôn chỉ dùng cái sự vô ích bởi vì sao bởi vì cái việc khổ hạnh đầu tiên anh muốn khổ hạnh anh phải ly dục được anh mới khổ hạnh chứ anh không ly dục được đố anh khổ hạnh được thành ra cái chuyện khổ hạnh không phải chuyện đơn giản tuy nhiên cái việc khổ hạnh nó chỉ đi đến sự ép sát đi đến các cái cảm thọ khổ đi đến bệnh tật và thậm chí đi đến sự nguy hiểm đến tánh mạng chứ nó không đem lại lợi ích gì cả nhiều người họ khoe họ họ gồng mình ví dụ như là họ nhịn đói được 7 ngày thì nghe nó hay hoặc là 7 ngày là họ chỉ ăn có một cái muỗng cơm thôi. Một cái muỗng cái gạo lứt muối mè thôi. Rồi thì nghe nó cũng hay á. Tại cái người ham ăn họ không có làm được. Nhưng mà. Nó không có tác dụng gì. Nó vô ích. Vô ích ở đây tức là nó không đem lại trí tuệ giải thoát giác ngộ. Thành ra đó. Người tu hành. Chúng ta phải tránh hai thái độ cực đoan. Một là quá lợi dưỡng. Quá sung sướng cái thứ hai là quá khổ hành ép sát thì đây là hai khía cạnh cực đoan mà nếu như chúng ta vướng vào rồi chúng ta không thể đi đến sự giải thoát giác ngộ được